Hi, xin chào tất cả các chị em. Hôm nay em xin giới thiệu với các chị em về bộ sản phẩm trị nám dưỡng trắng CC May. Đây, bên ngoài sản phẩm sẽ có hình cô gái và được bao bọc rất là cẩn thận, rất đẹp mắt như thế này. Có màu xanh lá cây nhạt. Bên sau sản phẩm là có đầy đủ thông tin về sản phẩm cũng như là mã vạch, bọc màng rất là cẩn thận. Có tặng kèm một cái túi, túi đựng, túi giấy như thế này nha các chị. Trước mặt các chị là em đã bóc sẵn một bộ như thế này. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị về thành phần cũng như là chất kem và tác dụng và cách sử dụng cho các chị được biết đến bộ sản phẩm này nhé. Bộ Zizimay này thì được bào chế từ rất là nhiều thành phần dược liệu như là arbutin, alectin, vitamin A, vitamin C, collagen, tinh chất ngọc trai, linh chi, cam thảo, rong biển, dầu ô liu, axit nucleic, vân vân, rất là nhiều các thành phần dược liệu quý hiếm. Nó có tác dụng là làm dịu da, nuôi dưỡng, tái tạo làn da khỏe mạnh từ bên trong, giúp da sáng dần, đều màu, đào thải nám tàn nhang, giúp da trắng sạch, tẩy sạch hết các vết nám sạm, cũng như là ngăn ngừa sự tái phát của nám sạm quay trở lại. Một bộ sản phẩm như thế này thì gồm có 5 món. Thứ nhất là sữa rửa mặt, thứ hai là kem ban ngày, thứ ba là kem ban đêm, thứ tư là kem chống nắng, thứ năm là serum. Trước hết là về sữa rửa mặt. Đây các chị nhìn thấy kem sữa rửa mặt này. Sữa rửa mặt này có tác dụng là sạch da, sạch nhờn, tẩy tế bào chết và chống nám, dưỡng trắng rất là tốt. 100ml nha các chị. Nó có thành phần cam thảo, rong biển, dầu ô liu, vitamin E, collagen, elastin, vân vân, rất là nhiều. Giúp làm sạch bụi bẩn, sạch sâu ra từ bên trong, cung cấp độ ẩm này. Các chị dùng cái này là nó sạch da lắm, nó sạch mà nó êm chứ nó không bị khô. Nó êm vì nó rất là nhẹ nhàng, êm lắm. Giúp sạch da từ sâu bên trong mà lại giúp da khỏe mạnh, sáng mịn chứ không bị khô da, không làm tổn thương da nha các chị. Thứ hai phải kể đến là cái chai serum đây. Cái chai serum này 40ml. Cái chai serum này 40ml có tác dụng là dưỡng ẩm, trắng da, ngăn ngừa nám. Trắng da ngăn ngừa nám này, rất là tốt. Nó được chiết xuất từ cánh hoa hồng, từ collagen tươi. Và được các nhà nghiên cứu đã chiết xuất thành những tinh chất nhỏ, rất dễ hấp thu vào da. Các chị bôi lên là nó thấm vào da liền, giúp cho da giảm thâm nám, dưỡng trắng, làm đều màu da. Đồng thời thì nó có tác dụng là kiểm soát dầu nhờn trên da rất là tốt. Da của các chị bị dầu nhờn thì nó sẽ giúp đỡ dầu nhờn, mà da khô thì nó sẽ giúp cho đỡ bị khô. Thành phần của cái lọ serum này thì cũng bao gồm hoàn toàn từ thiên nhiên hết. Thứ ba là em muốn giới thiệu đến các chị là lọ kem chống nắng. Đây các chị nhìn này, lọ kem chống nắng này. Nó có tác dụng là vừa chống nắng, là vừa trang điểm, mà lại có tác dụng là chống mụn, ngăn ngừa mụn. Nó có nhiều vitamin E rất là tốt cho da, đặc biệt là đối với da khô. Các chị nhìn thấy có cái tinh dầu váng ở bên trên này là rất là tốt cho da, bởi vì công ty đã chiết xuất chứa vitamin E để dưỡng da. Đối với hàng nhái thì nó sẽ khô chứ nó không có dầu như thế này đâu nhé. Thành phần thì cũng hoàn toàn từ thiên nhiên, vitamin E, tinh dầu hoa hướng dương, chiết xuất trà xanh, củ nghệ, vitamin B3, vitamin E, vitamin D, và đặc biệt là có thành phần bột ngọc trai, giúp dưỡng trắng, hỗ trợ trị nám và chống nắng cực kỳ tốt. Chỉ số chống nắng của lọ này là lên đến 50 cộng. Các chị vừa chống nắng và vừa trang điểm rất là hợp đối với những các chị mà đi làm văn phòng, muốn trang điểm nhẹ nhàng. Loại tiếp theo em muốn giới thiệu đến các chị đó là loại kem ban ngày. Loại kem ban ngày nó sẽ có màu trắng hơi ngà ngà như
thế này, chất kem thì sệt sệt mà rất là mịn nhá. Các chị nhìn từng cái tinh tinh thể của kem này, từng phân tử của kem nó cực kỳ mịn luôn, cực kỳ mịn luôn. Các chị bôi đến đâu là nó thấm hoàn toàn vào da đến đấy. Cũng chiết xuất hoàn toàn từ các dược liệu thiên nhiên như là hoa anh đào, tơ tằm trắng, cám gạo, mật ong, hyaluronic acid, arbutin, vitamin C, vitamin B3 và có cả tinh chất ngọc trai trong đó nữa, và con linh chi vân vân. Nó sẽ giúp cho da là dưỡng ẩm này, kích thích sản sinh collagen này, thúc đẩy quá trình tái tạo da, dưỡng trắng trị nám da về ban ngày, giúp da săn chắc đàn hồi và mờ nám dần và chống nám, ức chế cái sắc tố melanin quay trở lại. Lọ cuối cùng là lọ kem đêm, kem dưỡng trắng ban đêm đây. Kem dưỡng trắng ban đêm thì nó sẽ có màu vàng, vàng nhẹ, không phải vàng nghệ nhé các chị nhé. Màu vàng ngà ngà ấy. Và cái chất kem của kem ban đêm thì nó đặc hơn cái kem ban ngày. Nó đặc hơn, nó dẻo hơn kem ban ngày nhé các chị nhé. Các chị bôi thì có thể là nó sẽ rít rít hơn một tí. Nhưng mà các chị khi bôi thì các chị bôi serum trước này, xong đến khi serum nó chưa thấm khô hết á, nó còn ẩm ẩm thì các chị bôi kem này vào, kem ban đêm vào rồi các chị quét cho đều ra là đều hết mặt. Sáng ra rửa mặt thì mặt nó rất là thích, rất là trơn. Và kem ban đêm này thì cũng được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như là cam thảo, lá anh đào, quả mơ, đẳng sâm, vân vân. Và cái tác dụng trị nám thì chủ yếu nó đến từ cái kem, lọ kem ban đêm này, bởi vì là các nhà nghiên cứu đã chiết xuất cái lọ kem ban đêm này để cho nó có tác dụng là phân giải và phá vỡ các sắc tố melanin trong khi mà chị em còn đang ngủ. Nó sẽ phá vỡ cái melanin thành những cái phân tử nhỏ li ti và nó sẽ thoát ra ngoài da. Trong khi mà chị em ngủ đấy thì tác dụng trị nám nó sẽ là cao nhất. Bởi vậy mà chúng ta nên dùng cái lọ kem này trước khi đi ngủ. Khi chúng ta không bận bịu công việc gì nữa thì chúng ta rửa mặt và bắt đầu dưỡng bước ban đêm rồi đi ngủ luôn. Lọ kem ban đêm này ấy, nó có tác dụng trị nám nó cực kỳ tốt, vừa đào thải nám mà lại vừa tái tạo tế bào da, phục hồi da vào ban đêm. Nó kích thích da sản sinh collagen, kích thích da thay đổi tế bào mới, sản sinh tế bào mới và đào thải cái tế bào cũ đi. Ngoài ra thì bộ kem này ở công ty có tặng thêm một cái mặt nạ giấy như thế này. Cái mặt nạ giấy như thế này có một tờ hướng dẫn sử dụng, và đồng thời có một cái test thử nữa, nhưng mà cái test mini thử đó thì có đợt không nhé các chị nhé. Các chị có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ với shop mỹ phẩm Năm Lê 0359417339 ạ. Các chị nhận hàng thì được kiểm hàng thoải mái trước khi nhận nhé.